chồng cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn nè. Hôm nay Linh Nguyễn có nấu một cái món bún chả xương heo hoặc là bún chả giò heo. Mời cô chú anh chị và các bạn cùng thưởng thức nha. Ở đây mình có 400g cái phần xương heo, 400g cái phần chân giò heo. Mình chỉ chặt có 3 khúc thôi. Ở đây tôm thì mình có 300g tôm ha. Mình làm cái món hôm nay topping hơi bị nhiều nè cô chú anh chị. Nửa ký chả cá thác lát nha. Mình có một cái cục thịt này 200g. Để một hồi mình bằm mình nhồi cái phần chả cá. Có 30 trứng cút. Ở đây mình sử dụng 1 kg bún để ăn kèm nha. Rồi cái phần rau thì ở đây mình có khổ qua. Mình có 3 trái khổ qua ha. Rau mình ăn kèm chung rau từng ô nè. Với lại nấm kim châm, củ hành tím, hành lá, tỏi, củ cải trắng và củ cải đỏ. Với lại vài trái ớt nha. Trước tiên thì mình đi luộc cái phần trứng cút trước nha. Mình luộc phần trứng cút, mình cho tí xíu muối vô nè. Cho trứng cút mình nó lột dễ. 5 phút là trứng cút của mình nó chín rồi. Rồi mình vớt ra ha. Mình trộn luôn cái phần xương heo với chân giò heo. Nước sôi thì mình cho một muỗng cà phê muối nè. Mình cho cái phần chân giò heo và thịt vô. Rồi sau đó là mình cho luôn cái phần tôm vô mình luộc luôn nha cô chú anh chị. Tiện dụng luôn, cho cái phần tôm vô luộc luôn. Mình trộn sơ cái phần chân giò heo như vậy là cũng được rồi. Khoảng tầm 5 đến 10 phút là được rồi cô chú anh chị. Bắt đầu mình vớt ra. Cô chú anh chị mình rửa lại nước sạch ha. Cho nó chân giò heo của mình một hồi mình hầm nước á, nó không có bị đục ha. Vớt xong cái phần tôm và chân giò heo với lại xương ra thì cô chú anh chị mình bỏ đi cái phần nước đó nha. Một hồi mình bắt cái nước mới, mình mới nấu cái nước dùng nha. Giờ mình phi luôn cái phần tỏi nè. Mình cho nửa chén dầu ăn ha. Nửa chén tỏi băm luôn nha. Mình cho vào. Mình phi tỏi tại nhà như vậy nè. Mình để dành mình sử dụng nó rất là ngon nha cô chú anh chị. Lấy đũa xơi đều lên nè. Nhớ để lửa vừa vừa thôi, không để lửa lớn quá nha cô chú anh chị. Rồi sau một hồi tỏi của mình cũng vàng, bắt đầu mình vớt ra cho nó thấm dầu nha. Mình nấu tới phần nước lèo nha. Mình nấu 1,5 lít nước nè. 1 muỗng cà phê bột ngọt nha. 2 muỗng canh muối nè. Sau đó mình cho luôn 3 muỗng canh đường nha. Rồi một hồi mình sẽ nêm nếm lại theo khẩu vị ăn của gia đình nè. Mình cho hết cái phần chân giò heo mình đã trụng nè, với lại cái phần xương vô luôn. Để mình hầm nha cô chú anh chị. Cho một củ hành tím đập dập vào nè, cho cái phần nước lèo của mình nó thơm. Cho luôn cái phần củ cải trắng vô hầm nha. Trong khi chờ đợi nồi hầm thì bây giờ bắt đầu mình nhồi tới phần cá thác lát ha. Mình băm cái phần thịt rồi, mình cho luôn vào trong cái phần cá thác lát. Hành tím băm với lại hành lá ngò rí khoảng tầm 2 muỗng canh ha, với lại ớt băm nhuyễn mình cho vô luôn. Đường thì mình cũng nêm vô luôn nè. 2 muỗng canh đường ha. Một muỗng cà phê muối ha. Nửa muỗng cà phê bột ngọt nè. Khoảng tầm 1 muỗng cà phê tiêu nha. Cho nó thơm. Thêm 1 muỗng canh nước mắm nữa. Rồi phần dầu ăn thì mình cũng cho cái phần dầu ăn vào trong cái cá thác lát này để mình nhồi cho nó dễ nha. 3 muỗng canh nha. Tỏi phi thì mình cho vào đây khoảng tầm 1 muỗng canh luôn, cho cái phần chả cá của mình nó thơm nè. Cô chú anh chị mình muốn nhồi ở trong cái phần tô á, thì mình cho chả cá vào tô. Còn không á, thì làm theo cách Linh Nguyễn như vậy lẹ lắm cô chú anh chị, không bị mỏi tay đâu nha. Cho vào trong cái bịch ni lông, khoảng tầm 3 bịch ni lông như vậy. Mình nhồi, nhồi một chút xíu thì chả cá của mình nó không còn dính ở trên cái bịch ni lông nữa là được rồi nè. Như vậy là cái phần chả cá của Linh Nguyễn cũng được rồi. Bây giờ bắt đầu mình lột tới cái phần trứng cút nha.
Trứng cút thì mình cho vào trong cái thố như vậy, mình lắc lắc, mình lột nó rất là dễ thôi chú anh chị. Cái phần trứng cút của mình á, mình luộc mình có cho tí xíu muối á cô chú anh chị. Rồi mình ngâm vào trong cái thau nước đá đó, mình lột nó rất là dễ luôn nè. Mình lột luôn cái phần tôm luôn nha. Tôm thì mình lột, mình bỏ cái phần đầu đi, bỏ cái phần vỏ luôn nha cô chú anh chị, chừa cái đuôi nhỏ lại là được rồi. Trứng cút và tôm của mình cũng lột xong rồi. Bây giờ bắt đầu mình để sang một bên nha. Mình làm tới cái phần khổ qua nha. Khổ qua thì cô chú anh chị mình bào nha. Bào nhuyễn nè. Mình ăn kèm với lại chả cá thác lát đó. Rất là ngon cô chú anh chị. Như vậy là cái phần khổ qua của mình cũng bào xong rồi nè. Bắt đầu mình quay lại tới cái nồi nước lèo nha. Mình vớt cái phần bọt nè. Giờ thì mình cho cái phần củ cà rốt vô luôn nè. Cho cái phần củ cà rốt của mình nó sôi bùng lên thì cô chú anh chị mình nêm nếm lại theo khẩu vị ăn của gia đình. Linh Nguyễn cho thêm một muỗng canh đường, thêm 2 muỗng canh nước mắm nữa nha. Rồi sau đó là mình làm cái phần chả như vậy nè. Mình cho chả vô luôn nha. Mình cho cái phần chả vô thì cô chú anh chị mình thấy chả nó nổi đều lên trên bề mặt á, là cái phần chả của mình nó chín ha. Mình thấy bọt nó hơi nhiều thì mình vớt đi cái phần bọt nha cô chú anh chị. Như vậy là cái phần nước lèo của mình nó mới ngon nha. Cái nước lèo của mình nó mới trong nè. Rồi cái chả của mình cũng chín hết rồi nè. Nó nổi đều lên trên bề mặt. Thì bây giờ cô chú anh chị mình vớt ra nha. Vớt hết ra cái phần dĩa nha. Vớt hết cái phần chả cá thì sau đó mình cho hết cái phần nấm vô luôn nè. Nấm thì mình đợi cho nó sôi bùng lên là mình cũng vớt ra luôn nha cô chú anh chị. Cái phần bún với lại khổ qua của mình có trụng sơ rồi nè cô chú anh chị. Trụng sơ qua nước sôi là được rồi. Bây giờ bắt đầu mình cho cái phần chả vào trong cái tô bún ha. Thì cô chú anh chị mình ăn nhiều thì để nhiều, ăn ít thì để ít. Hôm nay Linh Nguyễn để khoảng tầm 5-6 cục gì đó là đủ ăn rồi ha. Cho cái phần trứng cút vào. Sau đó cho mấy em tôm lên trên bề mặt luôn. Phần nấm thì mình cũng để sang một bên. Cho phần hành lá ngò rí lên trên bề mặt luôn nè. Cái nồi nước lèo mình cho đầu hành lá vô. Cô chú anh chị mình muốn ăn xương thì để xương lên. Còn không thì mình ăn cái phần chân giò heo ha. Hôm nay Linh Nguyễn cho cả nhà đều ăn chân giò heo. Để vào tô. Sau đó sắp sắp đều lại mấy chan nước lèo lên ha. Rồi như vậy là mình cũng sắp được cái tô bún ngon lành rồi. Mình cho hết cái phần nước lèo vô.
tên 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 tô bún nè cô chú anh chị ơi, nhìn rất là hấp dẫn luôn ha. Chưa đâu, còn hấp dẫn nữa. Rồi mình cho cái phần tỏi phi lên trên bề mặt nè, mình cho cái phần tiêu lên luôn, vài lát ớt cho có màu sắc nha cô chú anh chị. Còn thiếu gì nữa ta? À, cải tần ô cho lên trên bề mặt luôn nha. Như vậy là bún xương heo của bếp Linh Nguyễn cũng xong rồi cô chú anh chị ơi. Rất là ngon, rất là tuyệt vời luôn. Linh Nguyễn mời cô chú anh chị và các bạn cùng bắt tay ngay vào bếp làm cho gia đình mình cùng thưởng thức những món ăn ngon bổ dưỡng nhé. Đây bây giờ bắt đầu mình trộn cái phần tô bún này lên ha. Hấp dẫn quá cô chú anh chị ơi. Nói chung chỉ nhìn thôi mà muốn chảy nước miếng rồi đó. Đó em tôm vàng ao nè, rất là ngon nha. Rồi một lần nữa Linh Nguyễn mời cô chú anh chị và các bạn cùng thưởng thức món bún với lại bếp Linh Nguyễn nha. Rồi thôi mình kết thúc clip tại đây. Mến chúc cô chú anh chị và các bạn luôn sức khỏe nè, vui vẻ, bình an và hạnh phúc, lúc nào cũng thành công trong cuộc sống nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn mình trong cái clip lần sau nhé.